Chưa có khách anh. Ừ. Gì sớm em? nhỉ, chưa có khách ạ. Chị là khách em. Không, khách trước em rồi. Vừa chuyển mùa lạnh như thế này. Thì làm sao? Khách nào giống đi cắt tóc. Thì em căng nhiệt tình. Ừ, em là em căng đảm. Em định để làm xoăn ấy nhưng mà rất là già. Ờ, làm xoăn máy ra là già, nó chỉ hơi cuộn cuộn lên chứ làm gì có sóng tít tà lò đâu mà già. Để nuôi gần như Tết chắc là lại già. Làm xoăn nó cuộn cuộn lên chứ nó không phải là xoăn tít tà lò như bà già đâu. Xoăn máy là mà nó gieo. Không phải gieo. Gieo là gì? Ở đây thì cái câu hỏi đấy là câu hỏi thường xuyên. Gieo là cái gì? Gieo dùng để làm gì? Hôm nay em dọc tóc một người. Dọc ở đâu? Dạ. Dọc ở đâu? Bên này nhá. Mũi cam nhá. Không, đang bảo học sinh học. Tự nhiên cắt tóc là có mũi cam. Tùng nhìn bài này có hiểu không? Có. Bài phần nào? Bài của lớp nâng cao. Phần nào? Hơi cuối rồi. Mặt tròn này có để tóc chết đi. Mặt tròn thì yêu người mặt gầy. Mai mốt trẻ con ra mặt oval đấy. Thật mà. Chẳng ai cắt được tóc em, mỗi anh. Thế cắt em đi cắt gần 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 nhà. Xấu yên rồi.